Sáng nay, Sở Y tế Kiên Giang tổ chức buổi lễ tiếp nhận thiết bị y tế hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 của tập đoàn Sovico và ngân hàng HD Bank chi nhánh Kiên Giang. Tại buổi lễ, ông Huỳnh Thái Học, giám đốc ngân hàng HD Bank chi nhánh Kiên Giang đã trao tặng 2 xe cứu thương, 5 máy thở và 10.000 khay thử xét nghiệm kháng nguyên virus SARS-CoV-2 với tổng trị giá 7 tỷ đồng. Ông Hà Văn Phúc, giám đốc Sở Y tế Kiên Giang tiếp nhận và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc lãnh đạo và nhân viên tập đoàn Sovico và ngân hàng HD Bank chi nhánh Kiên Giang đã hỗ trợ xe cứu thương và thiết bị y tế rất thiết thực và cần thiết cho ngành y tế Kiên Giang trong việc vận chuyển bệnh nhân về khu điều trị cũng như chuyển tuyến cấp cứu kịp thời. Ông Hà Văn Phúc cho biết tình hình dịch bệnh hiện nay tại Kiên Giang đang diễn biến phức tạp. Tỉnh Kiên Giang tập trung mọi nguồn lực, cố gắng ngăn chặn dịch xâm nhập từ bên ngoài và bùng phát từ bên trong, sớm đẩy lùi dịch bệnh.